Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CLB Simon. Hôm nay thì mình cũng quên cái vụ là làm nhiệm vụ cho làng á. Bữa giờ nhận cái nhiệm vụ đánh bại 5 Pokemon hệ ma. Tới bây giờ mình vẫn chưa có làm xong nè. Sukana thiệt. Nên hôm nay mình sẽ gán làm nốt cái nhiệm vụ này ha. Cũng như là nhận thêm một vài nhiệm vụ khác đi. Nhiệm vụ này dễ nè. Kiểu như là mình tìm một cái poke loot thôi. Được, nhiệm vụ dễ là lụm liền. Rồi, coi có nhiệm vụ gì cao cao không? Hổng rồi, không thấy nhiệm vụ vàng cũng như là nhiệm vụ tím đỏ gì hết. Ồ, kiểu dân làng cũng khá là lười giao nhiệm vụ ấy nha. Này là phê bình nha. Rồi, và hôm nay thì chắc mình sẽ thử lại với cái nhiệm vụ riêng của mình, đó chính là câu những cái blue orb ha. Hôm qua câu cả buổi mà chả có được một cái blue orb nữa hết. Hơi buồn á nha. Bữa nay là mong là sẽ may mắn hơn á. Rồi chắc giờ đi luôn nha. Ê khoan, trước khi đi thì để mình vô trong này. Hình như mình còn một vài mẫu hóa thạch mình chưa có làm xong á. Coi còn Pokemon. Tai Oga là mình chưa cho hồi sinh lại nè. Sheldon cũng chưa luôn nè. Anorith thì rồi ha. Rồi, vậy là bây giờ mình sẽ cho thêm hai em này hồi sinh lại nữa đi. Chứ để mẫu hóa thạch trong rương ngoài lâu cái mình quên á. Chịu khó ngồi đợi một xíu ha. Khoan, trong lúc chờ đợi thì mình có đi vòng vòng và phát hiện trên đọt cây có một em Rocky nè. Em mới cấp 15 thôi hả? Được, bắt em luôn. Về đợi anh đi bé ơi. Em này thì khi mà tiến hóa lên á sẽ thành một em khỉ khá là dữ đấy. Nên mình sẽ cố gắng bắt em trước á. Hôm nay sẵn tiện mình sẽ luyện cho em luôn. Mình có cái XP share rồi nên mình luyện khá là dễ ha. Rồi, bắt lượt liền từ cái quả Whitbon luôn nè. Wow, đã vậy. Thì là hôm nay mình sẽ luyện chung với Tebit ha. Chắc mình sẽ phải đưa vô một em Pokemon vô trong rồi. Blastoise luyện nhiều rồi đúng không? Nhường vị trí này cho mấy anh em khác đi. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ luyện cho em heo lửa trước nha. Được á. Ồ, ở đây còn có boss nữa nè. Boss Zubat thì phải. Boss này khá là 5 sao nha. Zubat 5 sao. Căng rồi. Tưởng đâu 1 sao thì dễ, 5 sao là cũng hơi căng hẳn đấy. Hầu hết mấy đồng đội tham gia trận chiến này đều bị dính độc hết rồi. Và mình sẽ kết thúc trận chiến này nhanh thôi. Rồi, chiến thắng rồi. Em cho mình một cái kỹ năng hệ độc luôn hay sao cơ. Được hả ta? Em này 5 sao luôn hả? Thử bắt coi. Thử nhân phẩm đầu ngày á. Biết đâu mình lại hên thì sao. Ý, hên thiệt. Nay có vẻ hên nè. Mới vô là thấy được rồi đó. Đâu em đâu? Đây. Em có cấp độ Dynamax là cấp max luôn nha, maximum luôn nè. Đầy cây luôn. Giữ đó. Bỏ túi. Nãy giờ thì cái hóa thạch của mình cũng chạy được một lúc rồi đó. Để coi. Xong chưa? Ủa mày, em gần xong rồi nè. Vậy. Vậy là chúng ta sắp chào đón thêm hai thành viên mới rồi. 97%. 98. 99. Và 100%. Xong, cho hai em này về đội nữa. Giờ thì chắc lên đường đi câu cá chập 2 nào. Chập 1 hôm qua là thấy hơi fail đó, mình sẽ đổi địa bàn câu cá đi. Không câu ở vùng này nữa, đi tới cái vùng băng giá đi. Ở vùng băng giá thì cái vùng biển ở đó mình câu cũng có tỷ lệ trúng được cái mảnh blue up á. Nên cũng phải thử ha. Bữa nay hơn rồi. Chúng ta có một mảnh đầu tiên rồi. Kiore ơi, tuyệt chơi. Để đây. Cầu tiếp. Nope. Ôi kìa, còn một mảnh cuối cùng mà, cho cái này. Bật thế nhờ. Gắn cái này vô được không? Không được. Gắn được chắc cũng ảo ma Canada lắm á. Ôi, sau lưng mình có boss gì vậy? Ui, cái boss gì mà ghê vậy? Boss này có tên là Glalier. Đang bực mà ha, boss xuất hiện sau lưng là thấy ngứa tai ngứa chân rồi. Rồi,
Hay lắm Kira. Và chúng ta sẽ có được một viên Mega luôn, cũng như là một cái viên đá Z hệ thép. Được. Đồng thời thì Tebbit gián tiếp được tiến hóa luôn rồi nè. Tại đánh boss ấy nên được khá là nhiều kinh nghiệm luôn. Rồi rồi rồi, em sẽ trở thành bây giờ ra dáng heo lửa hơn rồi nè. Picnic ha. Học thêm được một kỹ năng hệ giác đấu luôn. Quá đã luôn bé ơi. Ui coi cái bụng em kìa. Được nha, được nha. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục ngồi câu tiếp thôi. Su thì chứ tưởng đâu giờ là gắn được mảnh cuối cùng rồi. Phải vậy chứ. Ra đi kia ra, em chuẩn bị có được cái viên đá alpha rồi nè. Đấy, mình lắp xong thì nó sẽ phát sáng lên á. Và đập ra một cái, chúng ta sẽ gắn liền cho Kira luôn. Đấy, và bây giờ thì Kira của mình sẽ có thể trở về dạng nguyên thủy rồi nè. Rồi luôn, tới công chuyện luôn. Sức mạnh của em ấy sẽ tăng lên rất là nhiều đấy. Wow, đã thiệt, đã thiệt. Vậy là bây giờ trong đội hình của mình có tới tận hai em về dạng nguyên thủy rồi ha. Lần trước đó chính là Groudon, bây giờ còn có Kira nữa. Bộ đôi này vô rồi ha. Hơi bị căng đó nha. Được, được, được. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái công việc luyện mấy em Pokemon cấp thấp của mình thôi. Giờ thì có em Rocky còn chưa lên cấp nè. Để mình sẽ luyện cấp cho em ha. Sau một hồi lâu chiến đấu với bạn trainer kia thì mình cũng đã cho Rocky của mình lên cấp rồi. Đồng thời thì em cũng tiến hóa luôn á. Một chỗ thôi mà mình tiến hóa cho hai em Pokemon luôn. Chỗ này khá là may mắn với mình nha. Rồi và dạng tiếp theo của Rocky sẽ trông như thế nào đây? Quay, em trở thành Quacky rồi. Em bắt đầu là cầm hai cái que rồi đó. Đã nha, đã nha. Rồi, giờ thì chắc tranh thủ đang ở vùng băng nè. Mình sẽ đi khám phá một tí coi. Để coi coi vùng băng này mình có gặp cái em nào hiếm hiếm hay không ha. Dù sao thì mình qua vùng băng mấy lần rồi, nhưng mà vẫn chưa gặp mấy em hiếm nha. Khá là nhỏ luôn ấy. Hy vọng lần này sẽ đỡ hơn một xíu. Vừa mới than là mình đã gặp liền một em Calyrex rồi nè. Em xuất hiện ở cái cánh rừng Taiga hả? Calyrex là em nào ta? Em đó à? Không phải em này. Thì ra em núp ở dưới này lận. Trời à, núp hả bé? Anh sẽ chiến đấu với bé mới được. Núp núp nè. Ui em này có chút xíu ha. Calyrex, để xem coi mình sẽ gây được bao nhiêu sát thương cho em đây. Có tê liệt không? Ui không tê liệt. Mình chủ yếu đưa Pikachu vô là để đánh một xíu cho giật điện các thứ nữa. Nè nè nè, đi coi bị giật điện rồi. Khi mà Ủa sao em giải được hiệu ứng đó ta? Hay vậy. Nè, phải gán giật điện thêm một lúc nữa, bắt nó sẽ dễ trúng hơn á. Và ui lại hết rồi. Hình như chỉ giật điện trong một lượt hay sao hả? Rồi nè, cơ hội đi rồi. Calyrex cũng hồi phục nha, hơi khó chịu nha. Nhưng mà mình sẽ thử chinh phục Calyrex bằng một quả Fastball. Hiện tại em cấp 80 lận. Ui Fastball gì mà không được kìa. Hơi khó nha. Vẫn còn đang hiệu ứng giật điện. Thử coi. Có vẻ là vì em này khá là hiếm đó, nên thành thử ra bắt rất là khó luôn. Mình đã trải qua 15 lượt tung bóng nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu là bắt được em này á. Căng rồi. Mình sẽ tiến hành dùng tới loại bóng tiếp theo, đó chính là Thunderbolt. Tại vì sau nhiều lượt thì dùng Thunderbolt thì tỷ lệ bắt sẽ cao hơn một tí á. Thử nào. Rồi em hồi phục lại kìa. Lần này em chịu rồi. Hơi tốn thời gian trong việc bắt cái em Calyrex này, nhưng mà kết quả thì khá là đáng mong đợi ha. Ui, em là cái dạng bình thường à? Kỹ năng này hồi nãy em có kỹ năng Light Deal này nè. Kỹ năng này hồi máu ghê lắm luôn á. Mình quýnh em hồi máu miết à. Được, được nha. Rồi gần đây có boss gì đây? Abomasnow. Để mình vô mình quýnh em này luôn. Cấp 150 giữ ra căng nha.
Nhưng mà không sao, mình có Charizard. Quẩy đi em ơi. Chiến thôi. Và đánh bại boss Abomasnow rồi. Để xem em sẽ cho mình. Úi, cái gì? Boss băng nhưng mà lại cho mình mảnh mảnh Red Orb nè. Lạ nhé, lần đầu mình gặp một boss mà gây ra mảnh Red Orb này. Xịn xịn xịn. Rồi và sắp tới thì mình cần phải tìm thêm một cái vật phẩm nữa. Tại vì mình có được em Calyrex cũng như là em Spectre cùng lúc luôn rồi nè. Hai em này thì có thể kết hợp lại với nhau á. Nhưng mà mình phải có một cái vật phẩm chuyên dụng cơ. Để mình tìm cái vật phẩm đó cái đã. Đây đây đây, vật phẩm nó có tên là Rain of Unity ha. Cái này nè, rất là cần thiết luôn. Nếu mình có thì mình sẽ kiểu như là kết hợp được hai em này lại với nhau á. Nè 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 nè. Đây là dạng tiếp theo của em nè. Nếu mà cưỡi cái em Spectre thì em sẽ thành dạng Shadow Rider ha. Hệ ma với hệ tâm linh. Ồ. Còn nếu em cưỡi cái em Pokemon gì đó nhìn giống ngựa băng vậy thì sẽ trở thành Calyrex Ice Rider ha. Khoan. Có gì đó sai sai nhờ. Blastoise của mình có sẵn cái Gigantamax á. Mình chưa cho Blastoise mình ăn bất kỳ một cái bát súp Gigantamax nào luôn. Pokeloot nè. Wow, mình được một cái Nestball. Đây. Vậy là mình gián tiếp mình làm xong cái thành tựu đi tìm Pokeloot luôn rồi. Đã nha. Hấp dẫn thiệt sự. Và phía xa xa là một cái ngôi đền. Đây là ngôi đền ở vùng băng. Ui, xịn vậy. Ngôi đền này thì mình cần phải có một cái orb. Mà cái orb này thì mình có nha. Có chưa ta? À có nè. Chỉ có điều cái orb mình chưa có gắn với cái viên đá băng thôi. Khi mình kết hợp lại thì nó sẽ tạo thành Orb of Frozen Soul ha. Cái này thì nó tương tự với cái lần trước của mình á. Mình phải luyện linh hồn cho nó. Nhưng mà mình không biết cái viên đá băng tìm ở đâu để mình kết hợp này. Nhưng mà cái này đáng để mình đánh dấu lại nha. Mười mốt mình luyện xong cái orb á, mình sẽ quay trở lại đây để gắn vào và triệu hồi một cái em Pokemon chim huyền thoại ở cái vùng băng này. Hợp lý, hợp lý. Chưa gì đã gặp thêm một cái công trình lạ ở cái vùng băng rồi. Tính ra bữa nay mình trở lại vùng băng này á, gặp được quá trời thứ mới luôn. Vừa là chỗ để mình câu được những cái Blue Orb biến Raiden thành dạng nguyên thủy nè. Mà vừa gặp được Pokemon mới là Calyrex nữa. Quá nhiều thứ đã luôn á. Hồi nãy tự nhiên mình nghịch mình coi lại in tư của mấy em Pokemon thì mình phát hiện ra là Blastoise của mình có sẵn cái ký hiệu Gigantamax nè. Có lẽ nào bây giờ em có thể Gigantamax á. Mình chưa cho Blastoise ăn bất kỳ cái súp mắt nào luôn nha. Thử nào. Thiệt. Em có thể Gigantamax luôn. Trời, đã vậy. Ui nhưng mà em bị em cù này khắc hệ rồi. Bị em cù này quýnh không chuột phát nào luôn á. Thôi chủ yếu là ra để chúng ta ngắm em ở dạng Gigantamax ha. Rất là đã luôn. Thôi ngắm em vậy là đủ rồi. Giờ thì mình sẽ kết thúc cái em Marip này ha. Dám ăn hiếp em rùa của mình hả? Đợi đây bé. Đứng lại và nhận đòn tấn công của em ngựa của tôi đi. Em ngựa mình nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà mạnh lắm á. Đừng có đùa. Này thì nghe cù hồng nè. Rồi và Quacky lên cấp quá trời kìa. Được sao nay đờ luôn. Em còn tiến hóa cơ. Đánh boss hít được hơi bị nhiều kinh nghiệm á nha. Rồi cùng nhau ngắm Quacky tiến hóa nào. Bây giờ thì em có một cái trống trước mặt kìa. Rillaboom. Vậy giờ chúng ta đã có thêm thành viên Rillaboom rồi. Quá đã luôn. Đánh trống các thứ đồ ha. Và đặc biệt hơn á là Rillaboom của mình cũng giống như Blastoise cũng có thể biến thành dạng Gigantamax đó nha. Đây là dạng Shiny của em nè. Nhưng dạng kế tiếp là dạng Gigantamax. Trời ơi, tao nói cái dạng trống này là đánh cả làng cả xóm nghe luôn á. Trống gì đâu mà bự dữ không biết nữa.
Đã thiệt sự. Lúc đầu thì mình tính là hôm nay sẽ cho cái em Blastoise ăn cái súp mắt hôm qua nè. Nhưng mà em thì đã có sẵn cái ký hiệu Gigantamax rồi nên sẽ không cần ăn súp mắt đâu. Mình sẽ dành cái súp này cho người anh em mới này. Hợp lý ha. Để em còn đánh trống cho cả làng cả xóm nghe nữa. Vì em xứng đáng. Cho em ăn luôn. Ăn mà cũng không quên ngồi đánh trống ha. Rồi giờ thì chắc phải đi thử thôi. Thử dạng Gigantamax của em. Ồ, gần đây có Pokemon Galastrier. Đây là một em ngựa băng. À, em sẽ kết hợp với Calyrex để tạo thành Calyrex Ice Rider nè. Uầy, hôm nay là ngày nhân phẩm của mình rồi. Được, 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 bắt em này luôn. Tiếp tục thôi, Katana ơi. Nhờ em thôi, để Phone Sweep trước cái đã. Nếu mà mình bắt thành công Glastrier thì mình sẽ có hai lựa chọn để cho Calyrex cưỡi ha. Nhưng mà vấn đề là mình vẫn chưa có cái vật phẩm dùng để kết nối giữa Calyrex và mấy em ngựa này. Cái đó mới khó nè. Chả nhẽ bây giờ mình lại bắt một em Calyrex mới mà có sẵn cái vật phẩm đó ta. Vậy là chắc tại mình xui nên mình bắt được cái em Calyrex không có cái cọng đó rồi. Cái cọng dây màu xanh xanh ấy. Sau một hồi lâu thì cái em ngựa băng cũng đã chịu về đội của mình rồi. Giờ thì Calyrex sướng rồi nha. Thích cưỡi em nào thì mình cho cưỡi em đó luôn. Sướng nhất là Calyrex rồi đó. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đổi cái XP share sang cho cái em heo đi ha. Em heo lửa nè. Em đang bị thọt cấp so với những người anh em khác rồi. Chắc mình sẽ farm thêm một tí nữa đi. Rồi mình sẽ về nhà để trả nhiệm vụ ha. Nhưng mà trước khi trở về nhà thì để cho các bạn ngắm hình dạng Rillaboom mà Gigantamax nha. Trời ơi cái dạng trống kìa. Thích ghê luôn ấy. Dạng trống này là dạng trống siêu to khổng lồ nè. Thôi chắc đánh nhanh gấp gọn đây rồi chúng ta đi về. Thích thiệt. Business cũng tiến quá luôn rồi. Wow. Em sắp trở thành dạng cuối cùng rồi đó. Và bây giờ em mới chính thức là một em heo lửa thiệt sự nè. Đấy. Chất chưa em bo. Quá đã luôn. Bữa nay là quá trời thành viên trong đội của mình á. Tiến hóa á. Quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình gần hết bóng chứa rồi. Thành thử ra chắc mình sẽ về nhà để làm thêm bóng chứa nè. Cũng như là trả một vài cái nhiệm vụ mình làm xong ha. Giờ thì chắc cưỡi Necroma đi. Cưỡi Necroma bay về cho nó nhanh ha. Đi. Đây 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 đây. Hình như đây là nhiệm vụ Pokeloot nè. Chính xác luôn. Cho mình một chút vàng. Ok, còn nhiệm vụ gì nữa không ta? Mình nhớ mình làm nhiều nhiệm vụ lắm mà. À, có đúng cái nhiệm vụ đó thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ cho mấy em Pokemon của mình ăn mấy cái kẹo Dynamax này. Để cho mạnh mạnh lên ha. Đây, nhất là Blastoise nè. Blastoise hình như hơi thiếu kẹo. Rồi, được bao nhiêu rồi? Đấy, cũng được nửa cây rồi đấy. Vậy là mới mốt mình bắt Pokemon ngoài tự nhiên á. Mình cũng phải để ý xem coi ẻm có sẵn cái chức năng Gigantamax ở đây không nha. Như Blastoise nè, mình không check lại là hồi nãy mình cho ẻm ăn là bị... Ủa, hình như hồi nãy cho ẻm ăn không được đúng không ta? Còn ở trong này, những cái nắp Fastball đang được đập ra khá là nhanh nè. Nãy giờ cũng được 30 cái rồi hả? 31, 32, 33. Rồi mình làm trước 33 quả đi. Chắc đủ bắt trong một chuyến đi sương sương rồi đó. Này, mấy cái dư thì mình sẽ cho vô trong lại ha. Mình tính làm thêm Ultra Ball nhưng mà thôi, mình còn nhiều Ultra Ball lắm. Nên mình sẽ không làm thêm đâu. Rồi giờ thì đi chập 2 nè. Chập 2 này thì chủ yếu mình muốn tìm thêm một em Calyrex nữa. Tại vì em Calyrex mà mình bắt được trong ngày hôm nay á, không có cái vật phẩm tên là Reign of Unity. Cái này thì mình rất là cần để liên kết giữa em ấy và những em thú cưỡi á. Mà cái đó mình lại không có mấy cây ấy chứ. Đúng là mình may mắn trong chuyện này thì lại xui trong một chuyện khác à. Nhưng không sao, mình vẫn tin là nhân phẩm hôm nay của mình có thể tìm thêm được một em Calyrex nữa thôi. Giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái dùng băng tuyết thêm một lần nữa ha. Lần này đi thì mình hơn một xíu. Mình gặp được một cái hội quán ở gần một ngôi làng nè. Wow, hội quán này hơi lạ đối với mình nha. Cơ hội để chúng ta kiếm huy hiệu mới nè.
Hội quán này hình như là chuyên về Pokemon hệ đá hay sao á. Mình thấy núi non các thứ. Ui, gần đây nó còn có cái tòa tháp gì cao lắm kìa. Ui, cái view của hội quán này hơi bị đã nha. Nhưng mà kệ, giờ vô xúc trước cái đã. Và mình sẽ thử cho Rillaboom của mình tham chiến luôn nha. Mặc dù hơi thua cấp một xíu thôi, nhưng mà mình tin em có thể làm được. Rồi, Gigantamax lên. Ui, hai em đều Gigantamax cơ. Ui, nhưng mà mình thọt cấp quá. Em Pokemon của mình thọt cấp quá. Quánh không lại rồi. Ồ, thiệt thòi cho em ghê luôn á. Rồi, tiếp theo là thành viên mới được trở thành về dạng nguyên thủy Kyurem ha. Có kỹ năng hệ băng nè. Đỡ hộ đi. Đón nhận những kỹ năng hệ băng từ Kyurem nè. Này thì ăn hiếp Rillaboom của mình hả. Tiếp tục vào hệ băng luôn. Đóng băng luôn. Quá dữ ha. Đừng có đùa với Kyurem nguyên thủy. Liệu rằng một mình ẻm có thể gánh tem cho mình hay không? Này thì Kabutop nè. Wow wow, Kabutop có vẻ hơi lì nha. Già khỏe nữa, ẻm cào thốn vậy. Kyurem gánh tem không nổi lần này rồi. Rồi, Gigantamax lên Blastoise. Blastoise lần này cũng thể hiện khá là tốt nè. Ui, nhưng mà nhìn cái dạng súng của Blastoise đã thiệt ha. Chiến đấu là đưa lưng vô cái địch thôi, không thèm nhìn cái địch luôn. Hơi ngầu đấy. Nhưng mà chịu nổi thêm hit không vậy? Rồi, không nổi rồi. Kabutop có vẻ rất là khó chịu nha. Mới vô trận chiến thôi mà đã cào trước một cái Necroma mình rồi nè. Cay thiệt á chứ. Này thì cào cào nè. Mắc ghét. Ui, tiếp theo là một Pokemon cổ đại nữa nè. Trainer này nhiều Pokemon cổ đại ghê ấy. Rồi rồi, quýnh Necroma mình hả? Đón nhận đi. Cái giá phải trả đó. Thêm một đòn nữa nè. Hay lắm Necroma. Kéo rỉa nửa cây máu là thành công lắm rồi. Giờ thì còn em boy với Rillaboom. Ok, cho em boy vô đi. Liệu rằng em heo lửa có gánh tem giúp mình hay không? Ui, hồi phục ghê vậy. Siêu hồi phục. Ây cha cha, cắn rồi. Chơi mà siêu hồi phục nữa kìa. Mình đánh có một chút xíu máu mà hồi lần đầy cây máu gì ai chơi lại. Bị bỏng nè cưng. Nữa. Thôi nha, chơi hồi phục gì nghỉ nha. Chơi mà hồi phục hoài. Nữa cái Pokemon gì mà vô văn hóa quá đi. Chơi mà kiểu cà khịa đối thủ vừa thôi chứ. Rồi. Giờ thì cho nghỉ hồi phục luôn. Đánh trống đi em. Đánh trống nè. Trời 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 trời. Đây là Pokemon cuối cùng đó. Kịp hay không? No. Nope. Ôi, mình thất bại rồi. Mình vẫn còn khá là nhiều thành viên cộm cán nên lần này sẽ có cơ hội chiến thắng nè. Cố lên mấy em Pokemon. Chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội này. Nhưng mà trước tiên thì phải vượt qua Gradily siêu hồi phục này mới được. Em có cái chiêu Recover á. Hồi máu cả đống luôn. Ừ, lần này thì hồi ít nè, xác định rồi. Necroma. Ừ, vượt quá rồi. Hình như đây là Pokemon cuối cùng của chủ hội quán nè. Cố lên, vượt qua em này thôi là chúng ta sẽ đi tới cái chiến thắng đây. Rồi, thắng chưa? Yay, mình chiến thắng rồi. Thành công. Được một cái huy hiệu hội quán mới nè. Quá đã luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nói chung thì cảm ơn vì cái huy hiệu này nha. Dù sao thì chủ hội quán cũng rất là đáng gờm rồi. Mình rất là sợ cái Pokemon Kabutop cũng như là Gradily ha. Được á, có hai Pokemon đáng đồng tiền bát gạo ấy. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ thử cưỡi Necroma qua bên kia để thám thính tình hình coi. Đây là tòa tháp gì mà đẹp vậy? Cao chót vót luôn. Mình sẽ lên đỉnh. Lên đỉnh coi thử. Đỉnh tháp sẽ có cái gì nào?
À, hình như đây là cái này là cái chỗ tắm tiên hay sao nè, tắm mà tiết tiết trên trời luôn, đã vậy. Thôi mình thử mình đi đường này xuống coi. Ủa vậy thôi hả? Ồ, à mình biết rồi, cái này là cái máng trượt nước từ trên trời xuống nè, mình có cái xuồng hay cái gì đó mình sẽ trượt xuống đi theo đường này ha. Ồ, ra là vậy. Rồi, Pokemon cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Xong phim, xong nhiệm vụ rồi. Đã nha. Giờ thì có thể về nhà để trả nhiệm vụ luôn rồi đó. Nhưng mà mình muốn đi vòng vòng ở đây một xíu, coi coi có xuất hiện Pokemon mới mới nào hay không ha, để chúng ta còn thu phục nữa. Vậy là mình chỉ có duyên gặp Calyrex đúng một lần trong ngày hôm nay thôi. Một buổi trời ở cái cánh rừng này mà chả thấy thêm một em Calyrex nào hết á. Thôi giờ chắc thuận theo tự nhiên thôi. Giờ kiểu mình cố tìm ẻm thì nhiều khi lại không gặp á. Đây là công trình gì ấy? Khoan, School chat. Cái rương đầu lâu. Oh no, nhưng mà cái này không lấy được. Bịp thế. Phải có chìa khóa mới mở ra được ha. Trời ơi, làm mừng hộp mà nhảy lia lịa xuống. Rồi, ở đây có một em boss nữa nè. Vô xúc luôn, xúc luôn. À, hồi nãy giờ Gigantamax, Tamax Rillaboom nhiều hả ta? Thôi, tìm cái nữa đi. Dù sao mình cũng khá là thích ngắm ẻm khi Gigantamax ấy. Này thì giỡn mặt hả? Em kem này. Ui, nhưng mà đánh kịp thêm một hit không ta? Kịp không? Rồi, kịp, 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 kịp. Hay quá, Rillaboom, Gigantamax gánh tem. Với cái đà này thì chắc mình phải sớm đi tìm thêm đảo nấm rồi. Mình gần dùng hết số nấm mình hái được trong chuyến đi vừa rồi rồi ấy. Còn có đúng 3 cây nấm để làm thêm một bát súp thôi. Mình xài hao quá. Nhưng mà các bạn thấy xứng đáng chứ? Mình thấy rất là xứng đáng luôn á. Kiểu như em nào mình cho Gigantamax lên cũng gánh tem giúp mình được cả đống lần luôn. Không ổn tí nào. Mai mốt mình có nhiều thì mình cũng sẽ làm cho mấy ẻm ăn tiếp thôi à. Đã thiệt. Danh sách Pokemon Gigantamax còn nhiều lắm. Chẳng qua là mình chưa có sở hữu hết thôi. Mai mốt mình sở hữu hết thì mình sẽ cho mỗi em một bát hết á. Trả nhiệm vụ thôi. Để coi coi cho mình cái gì. Lại cho kinh nghiệm. Làm nhiệm vụ lâu lâu có một vài người á, keo kiệt lắm, cho mình kinh nghiệm cơ mà. Ghét thiệt sự luôn á. Mai mốt là cho đồ xịn nha. Không thôi là không có cứu lên lâu á. Cho dưới dằn mặt á. Và hôm nay mình khá là bất ngờ luôn. Bởi vì Blastoise của mình đã có sẵn cái chức năng Gigantamax á. Mình tiết kiệm được một bát súp luôn á. Rồi Rillaboom thì đã ăn bát súp của Blastoise để trở thành dạng Rillaboom Gigantamax cực kỳ đã ha. Trời ơi, bữa nay toàn thành viên mới gánh tem không à. Kyogre thì cũng về được dạng nguyên thủy nè. Nói chung bữa nay là một ngày quá là hoàn hảo đối với mình rồi, mình không có gì để kiểu như chê cả. Mong rằng là trong thời gian sắp tới mình sẽ bắt thêm được một em Calyrex. Nhưng mà Calyrex có cái vật phẩm trong người cơ, cái vật phẩm xanh xanh này nè, để cho em cưỡi mấy em ngựa nữa ha. Mong rằng là vậy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá bội thu ngày hôm nay. Hy vọng những chuyến khám phá sau thì sẽ tiếp tục bội thu giống như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.